Ngành khảo cổ tại Trung Quốc mới xuất hiện cách đây chưa lâu, nhưng mà mỗi khu mộ táng họ tìm thấy đều có dấu chân đi trước của những tên trộm. Hành vi trộm cắp cổ vật, đầu tí táng lăng mộ Trung Quốc, đặc biệt các lăng hoàng gia vốn chôn theo nhiều báu vật giá trị, đã xuất hiện từ thời cổ xưa rồi. Ngày nay thì với sự giúp sức của khoa học hiện đại, giới khảo cổ vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn khi mà truy tìm tung tích của những di chỉ khảo cổ. Vậy thì làm cách nào mà những kẻ mộ tặc cổ đại có thể định vị chính xác vị trí của các lăng mộ? Những mộ tặc có mánh khóe vàng gì để thể đánh hơi được kho báu ở trong những ngôi mộ cổ? Hãy cùng ta khám phá trong video ngày hôm nay. 7 thủ thuật dùng để xác định lăng mộ của các kẻ trộm mộ xưa tại Trung Quốc. 7. Sử dụng sẻng lạc dương. Trước thời nhà Minh, năm 1368 đến năm 1644, những kẻ trộm mộ thì không có quá nhiều kinh nghiệm và lựa chọn về công cụ hành nghề. Mộ tặc chỉ nhắm tới những ngôi mộ có dấu hiệu nhận biết rõ ràng trên mặt đất, như là một tấm bia mộ hay màu sắc của đất chôn. Chúng thường dùng một cái dùi sắt dài để thăm dò lớp đất. Khi mà rút dùi lên, nếu mà đất trên dùi có mùi kim loại thì có nghĩa dưới đất có kho báu. Cuốn sách cổ Quảng Trí Dịch của Vương Sĩ Tính dưới thời nhà Minh có ghi chép: ở vùng Lạc Dương, người chết được chôn cách mặt đất 4 năm trượng. Mộ tặc thì vẫn đánh hơi được mùi vàng, bạc, đồng sắt để mà đào. Một thời gian sau đó, những tên trộm mộ đã phát minh ra một công cụ thăm dò có hiệu quả vượt bậc. Đó thì chính là sẻng Lạc Dương. Công cụ được một tên mộ tặc ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc phát minh vào đầu thế kỷ 20 và dần được cải tiến các thế hệ sau nữa. Sẻng này có mắt hình chữ U, không phẳng như mặt sẻng hiện đại, chiều rộng hẹp để tập trung đào sâu một điểm nhất định. Mỗi lần mà xuống dùng đất, lưỡi sẻng để chạm độ sâu 30 đến 40 cm. Sẻng Lạc Dương này vừa có thể đào sâu, vừa chức năng lấy mẫu đất để phân tích. Nên tới năm 1928, các nhà khảo cổ cũng đã lần đầu tận dụng công cụ này trong công tác khai quật lăng mộ. 6. Thủ thuật bắt. Bắt là một thủ thuật đặc biệt, có thể hiểu theo hai tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất là chỉ việc sau khi định vị mộ cổ, mộ tặc phải tìm được cách đào hố để mở con đường ngắn nhất vào trong. Kỹ thuật này thì không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm phong phú mà còn cần đầu óc linh hoạt, nhạy bén nữa. Những kẻ trộm mộ khôn khéo nhất thường dựa theo hướng của địa hình để họ bắt mạch ở vị trí quan tài. Mộ tặc từ đó đào một hố thẳng từ mặt đất đến đầu và đuôi quan tài. Lăng mộ vị tướng Tăng Quốc Phiên đã từng bị đánh cắp theo cách này. Tầng nghĩa thứ hai đề cập đến việc kẻ trộm khi đã treo được vào trong cần phải khéo léo bắt mạch cho chủ mộ. Từ đầu đến chân của chủ mộ đều phải khám xét kỹ càng để không lấy thiếu món bảo vật nào hết. 5. Xem phong thủy. Có thể là bạn chưa biết, nhưng những tên mộ tặc cổ đại thường cũng là bậc thầy phong thủy. Mối liên hệ giữa trộm mộ phong thủy nằm ở chỗ những ngôi mộ lớn thường là của các bậc vua chúa, quý tộc, luôn được nghiên cứu kỹ càng địa thế để chủ mộ được an tâm yên nghỉ và để lại phúc phần cho con cháu đời sau. Ví dụ như vị trí càn lăng của Võ Tắc Thiên nằm ở đỉnh núi Lương Sơn, nơi được coi là thánh địa Long Mạch với hai dòng sông ôm lấy núi non tạo thành bức tường bằng nước. Hay là Thập Tam Lăng của Hoàng đế nhà Minh, tọa lạc tại một thung lũng yên tĩnh ở chân núi Thiên Thọ. Kẻ trộm thì sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng các loại sách phong thủy để tìm đến những nơi vị trí đắc địa với hy vọng phát hiện một lăng mộ có giá trị. Một câu chuyện lưu truyền ở tỉnh Hồ Nam kể rằng vào thời Trung Hoa Tân Quốc, có tên trộm mộ họ Thái kia rất giỏi phong thủy. Một lần hắn ta đi thăm họ hàng ở huyện Ninh Hương, đi bộ đến một nơi có phong cảnh hữu tình, hắn chỉ một cánh đồng lúa và nói người bạn đi cùng. Dưới cánh đồng này có một ngôi mộ và những kho báu trong mộ sẽ làm chúng ta giàu có. Những người đi cùng thì không ai tin, họ Thái mới cất lời thách thức. Nếu dưới đất không có mộ, hắn sẽ mất một khoản tiền lớn. Còn nếu mà có mộ bên dưới, 70% kho báu sẽ phải thuộc về hắn ta. Mọi người thấy lời cá cược như vậy quá là hời nên đã nhờ hàng chục người dân làng khai quật khu đất ở ngay trong đêm. Quả nhiên bên dưới cánh đồng có một ngôi mộ gạch. Bên trong chôn theo rất nhiều vàng, kiếm ngọc, đỉnh ngọc và đồ sơn dầu. 4. Nghe sấm. Cuốn Thanh Bái Loại Sao của tác giả Sư Kê có hé lộ thêm một tuyệt chiêu trộm mộ như sau. Có kẻ mộ tặc người Quảng Châu, tên họ là Tiêu Tứ. Tên này không những làm nghề mà còn thu nạp nhiều đệ tử và dạy đủ loại tuyệt kỹ như là xem đất, nghe gió, nghe mưa, nghe sấm. Ít khi nào sai lầm. Một ngày nọ, Tiêu Tứ đi cùng đệ tử ra ngoại ô phía Bắc. Lúc này trời nổi cơn giông bão, một tiếng sấm đùng đoàng đánh xuống.
Bỗng nhiên dưới mặt đất cũng có tiếng nổ vang vọng tương ứng. Tiêu Từ bỗng đứng sững lại, quay ra nói mọi người xung quanh: đây là một điểm tốt. Sau khi trời ngưng bão, Tiêu Từ nhanh chóng cho người đến đào tại một điểm thì đúng là tìm ra lăng mộ như vậy. Thực tế là có một lý do khoa học cho điều này. Khi sấm sét phát âm thanh lớn, những khoảng rộng dưới lòng đất sẽ tạo tiếng vang tương ứng, nghe như là âm thanh vọng lại tiếng sấm vậy. Các nhà khảo cổ sau này đều phải công nhận Tiêu Từ là một tên trộm bậc thầy. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là thủ thuật hỏi. Hỏi là bước tiếp theo. Những tên trộm cao tay thường giả làm bậc thầy phong thủy hoặc một nhà nghiên cứu, lang thang đi khắp mọi nơi và đặc biệt chú ý những danh lam thắng cảnh, nơi từng có nhiều quý tộc, tướng lĩnh sinh sống. Những tên mộ tặc đặc biệt ăn nói rất là giỏi, thường thích lân la nói chuyện lịch sử với những người già trong vùng, rồi từ từ chuyển hướng sang chuyện những ngôi mộ cổ. Nhìn chung, muốn biết thông tin về mộ đều phải có tài ăn nói, lấy được lòng tin của đối phương. Khi vị trí chính xác ngôi mộ được phát hiện, một nhóm trộm mộ sẽ ngay lập tức được huy động đến để khai quật ngay trong đêm. Thuận lợi nhất là khi mà trời nhiều gió. Hai, xem đất. Ngoài xem phong thủy thì những kẻ mộ tặc còn học nằm lòng một mánh khóe gọi là xem đất. Đất được phân ra làm 3 loại: đất chín, đất sống hay còn gọi là đất hòa và đất chết. Trong đó thì đất chết là loại đất thô tự nhiên, chưa từng bị xáo trộn nên cấu trúc chắc chắn ổn định, màu sắc đồng nhất. Đất sống thì lại là đất đã bị đào trộn bằng con người nên kết cấu lỏng hơn. Còn đất chín là thứ đất được hấp chín hoặc xào qua lửa để tránh cỏ dại mọc. Đất chín thì không dễ thấm hút nước, khi phơi nắng lại khô rất là nhanh. Vì vậy sau khi trời mưa, mộ tặc thường đi kiểm tra độ ẩm của những vùng đất xung quanh. Nơi mà khô ráo đầu tiên rất có thể là vị trí của mộ cổ. Những vùng đất có lăng tẩm cũng thường ít cỏ dại, cây cối dễ bị khô héo hơn. Lăng Tấn Công số 1 được khai quật vào năm 1975 cũng được tìm thấy theo cách này. Trước đây vị trí lăng vốn là khu đất trồng trọt, nhưng mà thu hoạch hoa trái người dân năm nào cũng nghèo nàn, chẳng được bao nhiêu. Kể cả khi dân làng quyết định bỏ hoang khu đất, cỏ dại cũng không mọc được nhiều. Sau này một nhà khảo cổ học tình cờ nghe dân làng nhắc đến chuyện kỳ lạ, đã phán đoán về sự tồn tại của cổ mộ bên dưới lòng đất và khai quật lên được cả một lăng mộ khổng lồ. Ngoài những kỹ thuật nêu trên, việc tìm thấy mùn cưa, than hay chu sa khi đào đất cũng là một dấu hiệu khá rõ ràng của một địa điểm mai táng. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là thủ thuật người. Người là một thủ thuật đặc biệt khác giới mộ tặc. Những tên trộm mộ giỏi thường có khiếu giác cực kỳ nhạy bén. Trước khi đào, mộ tặc sẽ lấy một nắm đất người thở. Những nơi đặt mộ thường có mùi đất sét trắng. Chuyện kể rằng có một huyền thoại giới trộm mộ được biết đến với khả năng phân biệt mùi rất là giỏi. Chỉ cần ngửi qua là có thể nhận biết được cổ vật thuộc thời Hán hay là thời Đường. Một mộ tặc mới vào nghề đã đem theo vài món đồ sơn mài đến bán cho hắn để kiếm lời. Nói rằng cổ vật được lấy cắp từ lăng mộ của một vương hầu. Hắn nhặt một mảnh cổ vật lên, đợi mũi người trong khi mà vẫn đang hút thuốc. Nhìn vào tên trộm mộ trẻ tuổi, hắn cười khẩy: anh bạn à, món sơn mài của anh chắc là ngâm trong hồ nước tiểu rồi. Thời gian thì chỉ mới được 7 tháng mà thôi. Người kia nghe vậy sắc mặt thất thần, luôn miệng nói: đắc tội rồi, đắc tội rồi. Và đến đây thì lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taka ngày tức nhá. Chân thành cảm ơn anh em.